Thời đến cản không kịp, Hồ Văn Cường nhận tin vui lớn trong sự nghiệp. Mới đây, fan club Hồ Văn Cường hào hứng báo tin vui khi nam ca sĩ lại tiếp tục sở hữu sản phẩm triệu view. Màn trình diễn Vầng Trăng Cô Đơn được Hồ Văn Cường đăng tải lên kênh YouTube cá nhân cách đây không lâu, chính thức mang về con số 1 triệu lượt xem tròn trĩnh. Dưới bài đăng, cư dân mạng dần dần chúc mừng thành công của Hồ Văn Cường. Có thể thấy Hồ Văn Cường ngày càng được khán giả yêu mến và sức hút ngày càng lớn. Ở độ tuổi còn khá trẻ, nhưng Hồ Văn Cường đã sở hữu nhiều bản hit triệu view là điều khiến ai nấy phải nể phục, bởi lẽ không phải ca sĩ nào cũng có thể làm được như Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường được công chúng biết đến khi tham gia một cuộc thi âm nhạc. Khi đó Hồ Văn Cường là cậu bé đen nhẻm, gầy gò, sở hữu giọng hát ngọt ngào, cảm xúc. Sự nghiệp Hồ Văn Cường ngày càng vững vàng khi cố ca sĩ Phi Nhung nhận cậu làm con nuôi. Lùm xùm tiền nong phần nào khiến Hồ Văn Cường gặp rắc rối, thậm chí cậu còn nhận lại những lời chỉ trích là vô ơn với mẹ nuôi Phi Nhung. Rời khỏi nhà của Phi Nhung, Hồ Văn Cường chọn cách ở ẩn suốt một thời gian dài. Hồ Văn Cường đã không xuất hiện trên truyền thông. Sau thời gian ở ẩn, Hồ Văn Cường tái xuất dưới sự hỗ trợ của danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy. Kể từ thời điểm này, Hồ Văn Cường thay đổi rất nhiều, không chỉ đóng đinh ở một dòng nhạc nhất định mà cũng thử sức ở nhiều thể loại nhạc khác.